Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Long xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin review một căn nhà phố nằm ở khu vực thị trấn Nhà Bè. Và nhà của chúng ta là một con hẻm ô tô thông thoáng, rất là dễ đi, khu vực cao ráo, an ninh. Khu dân cư hiện hữu cao ráo, không ngập nước, hàng xóm xung quanh rất là thân thiện luôn. Và từ nhà của chúng ta là nằm một cái con hẻm thông, thông ra một hướng thì chúng ta di chuyển về trung tâm khu vực thị trấn Nhà Bè, đó là khu vực hành chính, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhà Bè, công an và văn phòng công chứng. Một hướng thì chúng ta thông về chợ Phú Xuân, đặc biệt là tiếp giáp với quận 7 luôn. Sát một bên chúng ta là di chuyển khoảng tầm 5 đến 10 phút xe máy có thể di chuyển về trung tâm Phú Mỹ Hưng nè. Một hướng thì chúng ta di chuyển thẳng về Quỳnh Tấn Phát, di chuyển về khu chí sức Tân Thuận và quận 4, quận nhất, rất là dễ đi luôn. Bên trong căn nhà thì gia chủ đề coi trang trí thì cực kỳ sang trọng và bắt mắt luôn. Và có những cái điểm trang trí đề co rất là riêng biệt với những lúc trước căn nhà chúng em review. Trên thì gia chủ cũng thiết kế là chằng thạch cao, đèn led rất là sang trọng và bắt mắt. Bên hai bên tường thì làm những trang thiết bị nội thất, đó là cho vào là kệ tivi, rất là sang trọng luôn. Và tiếp đến đó là cái khoảng không gian phòng khách thì chị chủ cho vào bộ sofa nè. Xung quanh thì nhà thì có hai lớp cửa rất là kiên cố luôn. Bên ngoài thì là một lớp cửa sắt bốn cánh, tiếp đến đó là một lớp cửa cuốn, rất là an toàn và chắc chắn luôn. Không gian nhà rất là rộng rãi và thoáng, với một cái diện tích cực kỳ rộng rãi, ngang 4m3, dài 12m, hướng tây nam, một trệt, hai lầu, phía sân thượng trước sau, và một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ rộng lớn luôn, rất là thoáng luôn. Gia chủ đây là khoảng không gian bếp nè, chị chủ cũng gửi tặng lại bộ bàn ghế ăn 8 ghế luôn, cao cấp sang trọng, cho gửi tặng lại cho quý khách hàng. Bếp thì chị chủ cũng là làm hệ thống kệ tủ bếp 2 tầng, ở dưới là làm bằng mặt đá là hoa cương, kệ tủ bếp ở phía dưới mặt đá hoa cương, rất là chắc chắn luôn và bền luôn. Một cái không gian thiết kế căn nhà thì nhiều cô chú anh chị sẽ đáng là quan tâm. Và đặc biệt thì nhà này thì công năng sử dụng rất là cao. Có thể là nhiều cô chú anh chị sẽ quan tâm đến cái công năng sử dụng này. Tuy so với những căn nhà khác thì có thể là cái diện tích này có thể phù hợp với những gia chủ nào mà tìm coi nhà có nhu cầu 3 phòng ngủ rộng lớn, full nội thất, thì hãy liên hệ cho bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan, đó là hai số điện thoại 0931822932, số thứ hai đó là 0932238133. Kênh Bất Động Sản Tùng Loan sẽ hỗ trợ quý khách hàng chúng ta đi xem nhà một cách thực tế nhất luôn. Và cũng nhân dịp cuối năm thì kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin tri ân khách hàng, chương trình mua nhà thì được tặng quà, tặng một cái tủ lạnh hai cánh hiệu LG Inverter hoặc là một cái máy giặt Electrolux Inverter luôn. Khi mà quý khách hàng nào mà sở hữu một cái căn nhà này thì chúng em sẽ gửi tặng những cái phần quà này cho quý khách hàng, có thể lựa chọn một trong hai cái. Đó là cái phần quà mà bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan gửi lời chân thành cảm ơn đến quý khách hàng đã mua nhà ủng hộ bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan. Đó là chương trình mua nhà cuối năm được quà riêng biệt ở bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan, chỉ duy nhất kênh Bất Động Sản Tùng Loan có mà thôi, hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt là giá cả thì quý khách hàng có thể là tự thương lượng với chính chủ luôn. Giá cả là chúng em cam đoan là mua bán hàng chính chủ, không qua trung gian môi giới nhiều đầu, thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Giá cả là chính chủ nhà đưa ra. Quý khách hàng bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan hoàn toàn yên tâm tuyệt đối. Và bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan có nhận ký gửi mua bán nhà đất ở khu vực quận 7 và Nhà Bè. Cô chú anh chị nào cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc là muốn liên hệ thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng em có thể liên hệ trực tiếp lại cho quý cô chú và anh chị, hoặc có thể là gọi hai số hotline chúng em có để trên màn hình á. Chúng em sẽ hỗ trợ quý khách hàng 24/24. Những không gian phòng ngủ cực kỳ rộng rãi luôn. Toilet led thì gia chủ đặc biệt là thiết kế ở bên ngoài riêng biệt, tiện cho chúng ta là việc về vệ sinh hai phòng ngủ luôn ha. Đó, không gian toilet, những trang thiết bị cũng cao cấp, chúng ta sử dụng đồ bền rất là cao.
toilet rất là sạch sẽ luôn, phòng ngủ thì full nội thất luôn, một cái không gian rất là sáng sủa và bắt mắt luôn. Trên thì chị chủ cũng thiết kế là trần thạch cao rất là sang trọng, làm cái thiết kế bên trong không gian phòng ngủ của chúng ta cực kỳ ấm áp luôn nha, rất là sang trọng luôn. Gửi tặng những trang thiết bị cao cấp như là chăn ga gối nệm, hệ thống tủ quần áo thông minh, rồi là gia chủ cũng lắp sẵn cho chúng ta luôn, rất là sang trọng, phù hợp với cái căn phòng ngủ của chúng ta. Và đây là những cái dàn mà nội thất thì chị chủ cũng mời nhà thiết kế chúng ta về đo đạc đóng theo kích cỡ của mỗi căn phòng, cho nên là cô chú anh chị có thể thấy nó rất là vừa vặn với cái căn phòng ngủ của chúng ta luôn, không bị thừa không bị thiếu bất cứ một cái món nào, kể cả bàn trang điểm hoặc là kệ tivi, rất là đầy đủ luôn. Xung quanh thì nhà phố cao tầng đồng đều và xây sang sát nhau, đặc biệt là rất là nhiều tiện ích xung quanh nhà của chúng ta luôn, như là thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh nè, trường học cấp 1, cấp 2 rất là gần luôn. Và nếu mà gia đình chúng ta có ô tô á, thì chúng ta có thể là đi bộ vài bước chân là sát bên nhà chúng ta cũng có bãi gửi ô tô, rất là thoải mái luôn, thuận tiện luôn, rất là phù hợp. Không gian sân thượng nè cũng rất là rộng rãi luôn nè. Đó, sân thượng ở phía sau thì chị chủ cũng cho vào bộ bàn ghế dễ thương, cho vào những cái chậu cây cảnh rất là đẹp nè, bắt mắt luôn á. Thật sự là có một cái không gian tiên đối nhà nhỏ gọn, phù hợp với gia đình chúng ta đông thành viên, 5-6 thành viên ở cũng thoải mái. Và em xin nhắc lại, pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng và giá chỉ có là 6 tỷ 3, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí tại thời điểm này. Và em xin nhắc lại, pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng, giá chỉ có 6 tỷ 3, thương lượng trực tiếp ngay chính chủ nhà, hoàn toàn yên tâm. Giá cả là chúng em là cam đoan là mua bán hàng chính chủ, không qua trung gian môi giới nhiều đầu. Giá là trực tiếp ngay chính chủ nhà đưa ra luôn, thương lượng trực tiếp chính chủ. Đó, chúng em cam đoan với quý khách hàng một điều đặc biệt như vậy. Cho nên khi mà quý khách hàng nào mà đã từng tiếp xúc hoặc là đã gặp kênh trực tiếp bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan thì sẽ hiểu về chúng em chăm sóc cái khâu mà về khách hàng nhiệt tình như thế nào, hoàn toàn thân thiện luôn, để cho quý cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ em xin mời toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta ngắm lại hình ảnh không gian bên trong căn nhà một lần nữa. Hoặc là muốn đi xem nhà thực tế thì hãy liên hệ cho bên em nha. Và lời cuối thì cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chân thành cảm ơn vì thời gian qua ủng hộ kênh, cho chúng em xin một cái đăng ký kênh và một cái like ở bên dưới. Cho em xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt ạ. À.